Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm một món cá nhé. Mà chúng ta cho vào lồi cơm điện ấy, là chúng ta đã có một món cá ngon rồi, không mất nhiều thời gian đấy ạ. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ, và bây giờ mình sẽ dưới cái nước này lên nhé. Nước cá ở trong nồi cơm điện mình nên là có thể ăn được rất là ngon luôn. Đây các bạn, khi mình đã hấp xong nhé, cho vào nồi cơm điện mình nấu lên đấy ạ. Cái nước này các bạn sẽ dưới vào. Thì cá khi các bạn nấu lên ấy, thì chúng ta phải có cái nước dưới này vào thì nó mới ngon nhé, nó không bị khô cá. Đây là mình đã chọn cái đĩa sâu lòng một chút. Đấy các bạn, khi mình nấu bằng nồi cơm điện này, các bạn chỉ có cho một ít gia vị thôi là chúng ta đã có cái nước của cá nó đã ra nhé. Các nguyên liệu để làm món ăn này thì mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Các bạn chuẩn bị cho mình 1 cân 2 cá các bạn ạ. Đây là cá mình dùng cá rô phi nhé, rô phi thịt cũng ngon ạ. Và các bạn cho mình củ hành tây, màu gừng ạ, hành lá, ớt và các gia vị khác thì chút nữa mình sẽ nói sau. Trước tiên các bạn sẽ làm sạch cái phần cá này bằng muối nhé. Cá thì mình mua ấy, thì mình cũng đã nhờ họ đánh vẩy sạch sẽ rồi, nhưng mà khi chúng ta làm về thì các bạn cũng nên là làm sạch lại bằng muối để cho cái nhớt ở cái bề mặt da cá này nó sẽ không còn nữa nhé. Hát sạch rồi. Các bạn hát trong muối này cho mình từ 3 đến 5 phút để cho cái phần cá này nó sạch sẽ nhé. Và cái phần bụng bên trong ấy, nó có cái đen ấy các bạn. Có thể nhờ họ làm sạch ở chợ hoặc là mình về nhà mình làm sạch nó đi nhé. Hết cái đen này đi thì cá nó sẽ không bị tanh nhé. Đen trong cái bụng cá này. Cái phần mang thì mình cũng nhờ họ làm sạch, lấy bỏ cái phần mang đi cho mình nhé. Sau khi mình ấy xong cái phần cá này rồi, bây giờ các bạn sẽ rửa lại đi cho nó sạch hết cái phần nhớt này đi, sau đó thì mình sẽ khía cái con cá này ra để mình ướp gia vị nhá. Hành các bạn sẽ bổ ra cho mình nhé để mình thái ra. Gừng các bạn cũng thái lát ra cho mình. Hành lá các bạn cắt khúc ra. Các bạn chuẩn bị cho mình một cái bát này, mình sẽ cho vào đây tiêu nhé. Tiêu sọi ạ, một thìa muối, nước tương các bạn cho mình vào đây 2 thìa nước tương, một thìa dầu hào, rượu trắng các bạn cho mình 3 thìa nhé, nó sẽ không còn cái mùi tanh của cá. Các bạn sẽ hòa tan cái hỗn hợp này lên cho mình nhé. Đây ạ, con cá bây giờ mình sẽ khía ra để mình ướp gia vị vào.
các bạn chỉ cần khía như này cho mình nhé là được rồi. Đây các bạn, khi cá đã xong rồi nhé, bây giờ các bạn sẽ dưới cái phần gia vị và cá cho mình nhé, đều lên. Như thế này á thì cái phần gia vị này nó sẽ vào những cái khía thịt của cá này, nó sẽ ngấm nhé, phần bụng nó cũng chảy vào. Mình sẽ ướp khoảng 30 phút để cho gia vị nó ngấm vào con cá này, sau đó thì các bạn sẽ cho vào cái nồi cơm điện để mình hấp lên, nấu lên nhé. Nồi cơm điện các bạn cho mình phần gừng vào, phần hành tây vào nhé. Đều ra để cho nó khi cá vào nó không bị sát vào cái phần dưới đáy nồi ạ. Và các bạn cho cá vào cho mình. Cái hỗn hợp nước này các bạn cũng cho vào cho mình nhé. Một phần hành lá các bạn cũng cho luôn vào. Ớt nữa. Mình sẽ cho vào nồi cơm điện khoảng 20 phút là chúng ta lấy ra là có thể sử dụng được ạ. Đây các bạn, cho cá vào nồi cơm điện và mình sẽ nấu 20 phút ạ. Đây các bạn, dập cho mình 20 phút nhé. Khi cá mình đã hấp được 20 phút rồi các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho lốt cái phần hành vào. Các bạn đậy vung cho mình 2 phút, sau đó mình sẽ lấy ra. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ lấy cá ra nhé. Rất là thơm ạ. Các bạn không mất nhiều thời gian mà có món cá ngon luôn. Mình chuẩn bị cái đĩa nhé và mình sẽ cho phần cá ra. Đây các bạn, cá mình cho ra đĩa nó sâu lòng một chút nhé và các bạn sẽ dưới cái phần nước lên cho mình.